does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Chúng tôi họ nhà gái xin hân hạnh được đón tiếp quý họ nhà trai. Được Chúa thương yêu, xe đến các cháu đã tìm hiểu nhau và hôm nay được ông bà chấp thuận cho chúng tôi đem lễ vật đến đây và cũng xin ông bà cho cháu Liễu để về làm dâu họ chúng tôi. Cũng xin đại diện cho gia đình hết lòng cảm ơn họ nhà trai. Đặc biệt thì chúng tôi không biết gì hơn là cầu chúc cho mọi người được mạnh khỏe và cho cô dâu với lại chú rể được hạnh phúc trong những ngày tháng năm sắp tới. Thiên Chúa đã phán, không tốt nếu người nam chỉ ở một mình. Ta sẽ cho nó một trợ giúp tương xứng với nó. Và người lấy một xương sườn của ông, và trên xương sườn đã rút từ Adam. Thiên Chúa đã tác thành người đàn bà. Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Anh là Dominic Trần Quốc Vinh, nhận em Maria Vũ Thị Thúy Liễu làm vợ và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
là những tình yêu mà quý vị dành cho con dâu và chú rể cũng là minh chứng làm chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu và bền vững gửi đến cho chú rể Vinh, Trân và cô dâu Liễu Vũ. Chúc mừng cô dâu, chú rể và chúc mừng nhau.